Phương Trương Chi xin chào cả nhà mình nha. Ở này mình xuống đi hàng xa nha, xuống tới Quy Đan luôn nha cả nhà. Thì bắt phân tích nha cả nhà. Nước cũng thấy cạn, không biết có không nha. Xin chào cả nhà của mình luôn nha. Đây có dấu dò đi luôn, không có đi thử rồi nha cả nhà. Nè cả nhà, mới bắt được con phân tích rồi. Coi cũng trọng mà tương đối không bự luôn. Đây nó cũng đi quá là. Thấy đông mà xa xa để không có khoái em tích luôn rồi cả nhà. Đây hàng tích đây. Đây này cả nhà. Hàng này cũng khá là trọng nha. Bự luôn chứ trọng gì nữa. Cái đâu rõ gì đó. Đây nằm đây cả nhà. Bự. Đây ra. Khâu ghê. Đây. Nha. Bự. Ừ. Ngon. Ngon 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 ngon. Đây kiếm chỗ rửa. Đây. Con này thì được lạ rồi nha. Đấy, hai chỗ được hai con. Nước không có cạn, không có bãi đi cả nhà. Chứ tùm tích. Đây không thấy. Này, rồi. Đây đường hang nè cả nhà. Ở đây hang hang. Hang này khá to nha. Hơn con nãy luôn đó nha. Sâu quá bắt hai ăn được hai bự phải đạp rồi cả nhà. Con nhỏ thì mình mới coi được. Bự phải đạp lắm. Sâu nữa. Xuống hơn cầm được rồi. Trời ơi, nó xuống hơn cầm có lắm. Cứng quá cứng. Lên đây rồi. Đây nè. Wow. Ủa. Có cái đường nó cài nè cả nha. Quá tải. Con này to ha. Nước hơi cạn cạn ha, mình bắt không tích đây nha. Nó này
đây coi nha, cẩn trọng ha. Con này là ok rồi, con này là lâu nhì rồi. Thấy có lý rồi, được ba con hay cả nhà. Cách này mọi người, đây đã được hai con nữa rồi. Ba con bự nha, tiếp tục đi nữa như thế nào. Tám luôn, ngon luôn. Xuống hàng trăm rồi cả nhà ơi, phải đào nữa. Nó bự.
Trong nó bự nè. Ghê coi nè. To luôn. Bự không à? Chín này là gai nữa. Khoát rồi hơi dính đòn rồi chết luôn. Chạy chỗ khác cả nhà. Rồi giờ này ba tiếp tục phương trình đi để mới nữa cả nhà ơi. Có anh em là chưa đi nữa cả. Lắc tay rồi. Nhìn thấy đống mà đâu đây này, không biết phải ảnh không. Nó đây nè, hàng này cả nhà. Hàng này tốt ở kia, thịt đựng đó ha. Hàng này có công tích nha cả nhà. Động biến à. Hàng nữa cả nhà ơi. Thôi nữa. Con này làm cái nó mới đào hay gì. Con ngắt. Con ngắt. Ê, có con tích đây luôn. Mới đào. Nó làm nằm đây luôn cả nhà.
Rồi đâu rồi? Này. Nè, cũng nhỏ. À, chú mỗi lần là chú à. Ngon quá. Đây hàng này là cái gì nè? Vô cái đường trong cây nha cả nhà. Nó có giật nước rồi, nó ương có nằm. Cua hả con? Cúm gì nè. Ủa cúm đây. Kẹp dữ rồi. Ủa. Cua cả nhà. Con cúm. Ừ, cua. Ôi cua trong đại. Ôi cái trò. Ngon ghê cả nhà. Con cúm đi. Ốp chắc đỡ quá. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Cái này gầm cua nó đào rồi. Bên bành là bành luôn. Quăng kiếm coi nha cả nhà. Nè cả nhà ơi, cái hang này cả nhà, cái vỏ chép ra nè. Ui cái hang chỗ đó đó, nó quẹo qua đây bắt không có. Đấy, đây mình mò cả nhà, cua chắc nó chui xuống cái hầm này, nó chui xuống cái hầm này rồi nó xuống mò nha cả nhà. Đây là cả nhà, nó đào đây một ụn nữa nè cả nhà. Cua này bự lắm nha cả nhà. Có hàng gì đây không? Có hàng gì đây không? Cả nhà trời ơi, wow, cua nằm đây cả nhà, nè nó lộ cuộn màng nè cả nhà, nhớt nè hay nha, nè, còn nhớt nè ha cả nhà, trời ơi nè, nó nằm ngay đây nè cả nhà, trời ơi, cua mềm, khủng khiếp ông nội ơi, nè, trời ơi, cua mềm luôn cả nhà, trời ơi, cua này mấy trăm ngàn á. Nhớt luôn cả nhà. Trời ơi. Trời ơi cái nè. Con cua lớn như nó lọt ra nè. Wow. Để mình chụp hình đó nha các bạn. Trời ơi con mềm. Hồi giờ mình mới từ hồi nhỏ giờ mình thấy không thấy cua mềm nữa nha, hơn nửa ký bãi tấm lạng hết nè, con cua lột rồi.
quá trời ơi, con mềm. Con mềm rồi cả nhà. Ôi ngon rồi. Tao làm dưới miếng hầm nè. Wow. Rồi, gió lột rồi cả nhà. Trời ơi, cua. Hết biết rồi. Wow. Cua này. Đi cùng thịt bò luôn nha. Trời ơi. Đã. Thôi. Dạ. Nha. Ôi. Không có cầm được nữa luôn nha. Thôi. Để mình bó lại cả nhà, bó lại. Mình kiếm tiền cả nhà. Ôi, cho cả nhà chiêm hưởng của mềm này thôi, lại luôn. Ôi cua. Sao quay lạng, khơi re luôn cả nhà. Rớt cái càng. Rồi, thôi. Chim hưởng về được rồi cả nhà. Thôi, mình ra luôn rồi, về luôn cả nhà. Ra ghe luôn rồi. Chưa có cua mềm quý quá đâu. Chứ nãy được 2-3 cua nhỏ nữa cả nhà. Mình không có quay cho cả nhà xem. Cái cua nhỏ không có quay nha. Quái cho cả nhà xem ha. Này có lý nha cả nhà, này có con mềm đó là thấy cái đây về tới nhà cả nhà, hạt quả của mình đây, bắt con tích lên đó, hạt quả nha cả nhà. Đúng ghê không? Cái thành quả của mình rồi cả nhà, nãy lên làm được ngói kim chép rồi, ngói kim chép với mấy cúm đây, tên trời ơi của mình giữ được mới tôm tích đây cả nhà, được ta con này bị nhức quá. Sáu, chín, 11 con cả nhà. Đây là 11 con tích. Với con cua này. Với con mềm này nè. Trời ơi, con này 7-8 lạng cả nhà. Chút gì hữu mình căng hữu đương nhiên chắc phải sự 6 lạng nó lên đó. Trời ơi, con mềm. Thôi mấy cái này mình thả nha cả nhà. Cũng thả luôn, con này nó không chắc ốp thôi, nhưng mà quan trọng của mình là nó bịt nó dư cái hộp cơm luôn nè, dư ra tới đây luôn cả nhà. Rồi coi nè, phiêu nè. Ồ, đã không, con này vừa có 300.000 đó lên á. Rồi mình đem mới tâm tích mình thả cả nhà. Thả cũng ổn mà, thả bậy nó giờ tới Tết không biết có lớn kịp không hay không hết, chứ về tôm sú mà không có cả nhà. Thả vậy rồi nó đi đào hang á nha cả nhà, đào hang làm. Video đến đây kết thúc, xin chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà thấy con cua mềm này hay hơn nha, hơn không bằng hay nha cả nhà. Cả nhà cho like và lượt đăng ký nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha.
Để thử căng con mềm này có được mấy lạng nha cả nhà. Sáu lạng cả nhà. Ghê. Ui, sáu lạng nè. Bít cái bịch cơm luôn mà. Sáu lạng đúng luôn. Cái hộp cơm này nó không có nhiêu nha nha. Nè. Còn ăn cua. Cái cục thịt bò luôn á. Mở ra cho các nhà xem nha. Nè. Mềm nè. Nè, rung cái càng nè. Thôi lại cua. Mà giờ mình thấy cua mềm này nha. Mà đó là đâu có bự. Con làng mình thấy cua bãi tâm lặng lâu lắm rồi. Giờ mới thấy cua mềm này nó bự dưới vậy nè. Nhớt luôn nha. Sao lặng. Cua này bóp hấu thôi, khỏi nói rồi nha. Không có tiền thôi giờ bán đi.